MV mới biến mất trên YouTube, Phương Mỹ Chi phản hồi. Chỉ sau một ngày ra mắt, MV Hẹn Em Kiếp Sau của Phương Mỹ Chi bị gỡ khỏi YouTube do khiếu nại bản quyền từ Lã Thị Thùy Trang. Trao đổi với Tiền Phong, đại diện truyền thông của Phương Mỹ Chi cho biết vấn đề khiếu nại bản quyền liên quan tới MV Hẹn Em Kiếp Sau của Phương Mỹ Chi đã được giải quyết. Hiện, MV này đã xuất hiện trở lại trên nền tảng YouTube. Tối ngày 23 tháng 11, Phương Mỹ Chi cho ra mắt MV Hẹn Em Kiếp Sau, sản phẩm mới trong dự án Chi. Đây từng là bản hit được khán giả trẻ yêu thích với giai điệu mang âm hưởng dân ca kết hợp âm nhạc hiện đại, trẻ trung. Ra mắt chưa đầy một ngày, MV mới của Phương Mỹ Chi biến mất. Khi truy cập đường link MV, khán giả nhận thông báo video không tồn tại do khiếu nại bản quyền của Lã Thị Thùy Trang. Lã Thị Thùy Trang là sinh viên ngành kinh tế đối ngoại tại Đại học Ngoại thương. Cô ra mắt bài hát Hẹn Em Kiếp Sau từ năm 2021. Phương Mỹ Chi sinh năm 2003, nổi lên từ cuộc thi giọng hát Việt Nhí mùa thứ nhất. Sau khi giành danh hiệu Á quân, Phương Mỹ Chi được Quang Lê nhận là con nuôi và hỗ trợ trong hoạt động nghệ thuật. Sau 2 năm đi hát, Phương Mỹ Chi đã có thể mua nhà cho bố mẹ. Đầu năm 2020, Phương Mỹ Chi thông báo rời công ty của cha nuôi và hoạt động độc lập. Không chỉ ca hát, cô còn đóng phim và góp mặt trong nhiều show diễn, chương trình truyền hình lớn trong nước. Ra mắt dự án Chi, Phương Mỹ Chi cho thấy thay đổi về hình ảnh lẫn phong cách. Không còn là cô bé dân ca ngày nào, Phương Mỹ Chi thử sức nhiều dòng nhạc khác nhau và định hình phong cách riêng ở tuổi 19.